đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán đối thủ mạnh của bóng đá nữ Đức. Ở trận đấu đầu tiên trong chuyến tập huấn châu Âu, đội tuyển nữ Việt Nam đã chạm trán câu lạc bộ Leipzig và có kết quả thua 0-2. Đêm ngày 4 tháng 9, giờ Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu đầu tiên trong chuyến tập huấn châu Âu tháng 9 năm 2024. Toàn đội di chuyển hơn 200 km từ địa điểm đóng quân ở Cộng hòa Séc đến với sân tập của câu lạc bộ nữ Leipzig để thi đấu với đội chủ nhà. Dù chỉ là một trận đấu mang tính chất tập luyện nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của rất đông kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đức trực tiếp có mặt tại sân. Câu lạc bộ nữ Leipzig là đội bóng xếp hạng 8 của giải Bundesliga nữ mùa trước và vừa có trận ra quân thắng lợi ở mùa giải 2024-2025. Với thể hình và tầm vóc vượt trội, đội chủ nhà đã tạo nên thế trận áp đảo. Đội tuyển nữ Việt Nam dù cố gắng nhưng cũng không thể tạo được quá nhiều khó khăn về khung thành đội bạn. Chung cuộc, Leipzig thắng 2, không nhờ các pha ghi bàn của hai tiền đạo Sim và Müller. Sau trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ quay lại Cộng hòa Séc để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo trong chuyến tập huấn gặp câu lạc bộ FK Pardubic ngày 8 tháng 9.